Hình ảnh tàu ngầm hạt nhân Mỹ dưỡng thương trên đảo Guam bền tình thế nào? Hàng vạn binh sĩ Myanmar tiến về miền Bắc sắp gây tội ác kinh hoàng. Các tay súng tấn công trại tị nạn lớn nhất thế giới. Tin tiết gây sốc vài giây trước khi Alak Bangwin nổ phát súng anh nghiệt. báo về vụ nổ súng định mệnh của Alex Van Wyn. Cả chết bi thảm và nhiều uổng khúc của cặp đôi blogger Mỹ. Bão lớn khiến hàng chục người thương vong ở Ba Lan. Khám phá bí ẩn kỳ này, sinh nghề tử nghiệp, tai nạn trên phim trường đoạt mạng con trai huyền thoại Lý Tiểu Long. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Trang tin quân sự Mỹ The Dry vừa công bố hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao chụp vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Bức ảnh cho thấy hai tàu ngầm ở căn cứ quân sự thuộc đảo Guam Chiếc phía bên trái có thể là tàu ngầm USS Emory Island được bảo trì sửa chữa. Đáng chú ý là tàu ngầm phía bên phải rất có thể chính là chiếc USS Connecticut gặp nạn trên Biển Đông vào hôm 2 tháng 10 và tự di chuyển về đảo Guam khoảng một tuần sau đó để kiểm tra sửa chữa. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cũng đã xác nhận tàu ngầm Connecticut đang nằm ở Guam. Trang tin The Drive nhận định, ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm không bị hư hỏng nặng, nó cũng không cần bệ đỡ đặc biệt nào xung quanh, cho thấy con tàu vẫn trụ vững tương đối tốt. Mũi tàu và máy vòng sonar cũng không có dấu hiệu hư hại nặng, dựa vào những chi tiết ít ỏi từ ảnh vệ tinh rằng The dry suy đoán con tàu đã va chạm một vật thể chưa xác định ở phần thân bên dưới, có thể là đáy tàu. Điều này có thể loại trừ khả năng xảy ra một vụ va chạm trực diện hoặc phía trên của tàu ngầm. Tuy nhiên, The Drive cho biết kết luận của họ dựa trên quan sát với rất ít thông tin được công bố và các hư hại có thể không thể quan sát trong ảnh vệ tinh. Dù vậy, trang tin tỏ ra lạc quan, toàn bộ phần phía trước của tàu ngầm không bị vỡ nát như chúng ta thấy trong các vụ va chạm dưới nước trước đây. Trong khi đó, vấn đề tàu ngầm va chạm vật gì dưới đáy biển Đông vẫn là một bí ẩn. Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ cung cấp câu trả lời càng sớm càng tốt, thậm chí cáo buộc Hải quân Hoa Kỳ che đậy sự việc. Lầu Năm Góc đã lên tiếng bác bỏ và nói đang điều tra. Mặt khác, tàu ngầm USS Seawolf cũng từ căn cứ ở quê nhà Washington di chuyển ra đại dương vào ngày 11 tháng 10. Một số ý kiến tin rằng đây là khí tài sẽ thay thế cho chiếc Connecticut làm nhiệm vụ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 10 bày tỏ lo ngại thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hơn sẽ nhấn chìm Myanmar sau khi có báo cáo hàng vạn binh sĩ đã tập kết về miền Bắc nước này, báo hiệu một đợt trấn áp và chạm trắng tàn khốc. Tất cả chúng ta phải sẵn sàng, giống như người dân Myanmar đang chuẩn bị để ứng phó với tội ác liên hoàn có nguy cơ tiếp diễn. Tôi tuyệt vọng mong rằng dự báo của mình là sai, trích lời báo cáo viên Liên Hợp Quốc ở Myanmar Tom Andrew cho biết. Hơn 1.100 dân thường đã bị sát hại khi biểu tình phản đối chính quyền quân sự kể từ đầu tháng 2. Ngoài ra, có hơn 8.000 người bị bắt giam không cần lên tòa án. Báo cáo viên Andrews mới đây cho biết, ông nhận được thông tin về hàng vạn binh sĩ và ký tài hạng nặng đã được quân đội Myanmar điều chuyển về những khu vực nổi dậy ở miền Bắc và Tây Bắc đất nước Đông Nam Á. Điều đó cho thấy chính quyền quân sự không còn muốn kiềm chế phạm vào tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Những chiến thuật này gợi nhớ đến vụ quân đội Myanmar tấn công diệt chủng người thiểu số Rohingya ở Bang vào năm 2016 và 2017, ông Andrew nhấn mạnh. Khoảng 740.000 người Hồi giáo Rohingya đã trốn chạy khỏi quê hương khi bị quân đội dồn ép vào chân tường. Báo cáo viên Andrews kêu gọi các nước đồng lòng từ chối cung cấp tiền bạc, vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar, cũng như bác bỏ sự công nhận dành cho chế độ độc tài này. Ông Andrews dẫn chứng, việc quân đội phóng thích hàng ngàn tù nhân chính trị vào đầu tuần là một bằng chứng cho thấy áp lực của ASEAN và cộng đồng quốc tế đã có hiệu quả nhất định. Dù vậy, hàng trăm phạm nhân đã bị lung sụp và bắt giam trở lại. Báo cáo viên Andrews cho biết, lực lượng an ninh Myanmar đã khiến khoảng 250.000 người mất nhà cửa, nhiều người bị bắt giam và tra tấn, và hàng chục tù nhân trong số đó đã qua đời trong đầu Đau đớn, cùng cực. Nhiều người bị sát hại trong vụ tấn công trại tị nạn của người Rohingya ở thị xã Cox's Bazar, của Bangladesh vào hôm 22 tháng 10. Đây là vụ việc bạo lực trúng đồng vừa xảy ra tại trại tị nạn lớn nhất thế giới. Một băng nhóm vũ trang đã tấn công trường tôn giáo trước lúc bình minh ở khu vực Ukiya của thị xã. Giáo viên, tình nguyện viên và học sinh nằm trong số các nạn nhân qua đời. Theo một sĩ quan cảnh sát cho biết, một người đàn ông Rohingya với các vũ khí và đạn dược đã bị bắt giam. Hơn một triệu người Rohingya đã trốn chạy khỏi đợt vây ráp của quân đội Myanmar vào năm 2007 và đã sống tạm bờ, bế tắc ở trại tập trung miền Nam Bangladesh. Các cư dân cho rằng cuộc sống ngổn ngang và xô bồ là môi trường dung túng cho bạo lực leo thang. Alex Baldwin được một trợ lý đạo diễn đưa cho một khẩu súng nạp đạn nhưng lại nói đó là Kogan, nghĩa là sẽ không khai hỏa. Thế nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, nam diễn viên bóp cò khiến nữ đạo diễn hình ảnh tử vong. Theo hồ sơ tòa án ghi nhận vào hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 10, ngoài ra, theo lệnh truy nã nộp lên tòa Santa Fe, Trợ lý đạo diễn cũng không biết súng đạo cụ đã được nạp đạn thật. Nạn nhân Halina Hutchin bị bắn vào ngực, trong khi đạo diễn Troy Soya đã đứng gần cô, cũng bị thương. Ngay sau đó, Soya 48 tuổi được xe cứu thương chở đi với vết thương vùng quai xanh. Còn Hachin, 42 tuổi, cũng được trực thăng đưa đi cấp cứu, nhưng bệnh viện đã thông báo tử vong. Một trong những bức hình cuối cùng mà Hachin đăng lên mạng xã hội là các nam diễn viên chụp ảnh cùng với đoàn làm phim Rust. Lệnh từ tòa án cho phép các nhà điều tra có thể phong tỏa hiện trường nông trại quay phim Rust để tiến hành điều tra. Tòa cũng ghi nhận trang phục váy máu của Alex Penguin cũng được thu giữ làm bằng chứng cùng với hung khí. Tất cả súng đạo cụ và hộp đạn được sử dụng khi ghi hình bộ phim cũng bị tịch thu. Sáng hôm qua, Penguin đã mô tả vụ việc chết người là một tai nạn thảm khốc. Hiện cả cảnh sát chưa công bố bao nhiêu viên đạn đã bắn ra và khẩu súng thuộc loại nào. Trong khi đó, Baldwin viết trên Twitter, không có từ nào để diễn tả cú sốc và nỗi đau đớn của tôi về tai nạn tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của Halina Hutchins, một người vợ, một người mẹ và một người đồng nghiệp mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đang tích cực hợp tác với cảnh sát để phục vụ điều tra. Cũng vào sáng hôm qua, các nhà điều tra đã tìm kiếm thêm bằng chứng và manh mối tại hiện trường. Hiện chưa có cách các cáo buộc nào được đưa ra chính thức và Ban Quynh vẫn được phép đi lại. Súng thật cũng thường được dùng trong đoàn làm phim, đôi khi chứa đạn thật, đôi khi sử dụng thuốc súng để tạo hiệu ứng tiếng nổ và tia chớp. Dù vậy, ngay cả súng không có đạn thật vẫn có thể phun ra khí nóng, các loại đạn nhựa hoặc giấy đủ sức gây sát thương ở cự ly gần. Một nam diễn viên đã tử vong vì nguyên nhân này vào năm 1984. Sau khi Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường làm rúng động làng giải trí, cư dân mạng đã tìm lại một bài đăng đáng chú ý của nam diễn viên Hollywood. Trên Twitter năm 2017, Baldwin chia sẻ tin tức về vụ án phức tạp liên quan cảnh sát nổ súng gây ra cái chết của một người đàn ông và bình luận rằng Tôi tự hỏi cảm giác sẽ kinh khủng như thế nào nếu vô tình bắn chết người. Thật không ngờ vào 4 năm sau, chính Baldwin lại trải qua cảm giác cay đắng và tội lỗi này. Tài tử chia sẻ, trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến chồng, con trai và những người dành tình yêu thương cho Halina. Không có từ nào có thể diễn tả sự đau buồn, bằng hoàng của tôi sau tai nạn thảm khốc, cứ đi sinh mạng của cô ấy. Thủ lĩnh Hezbollah vào hôm 22 tháng 10 cảnh báo Israel nên ngừng khai thác dầu khí ở vùng biển tranh chấp giữa nước này với Liban. Israel cần chờ đợi vấn đề được thương thảo giải quyết hoặc là Hezbollah với sự hậu thuẫn Iran sẽ có hành động đáp trả. Nếu kỹ thủ nghĩ rằng có thể hành xử tùy ý ở khu vực tranh chấp trước khi thống nhất một phương án giải quyết thì họ đã sai rồi, thủ lĩnh Sayyad Hassan Nasrallah cảnh báo trên đài truyền hình Nội các Liban đã đặt vấn đề đối với đại diện thường trực Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác sau khi Israel cho phép tập đoàn Halliburton của Mỹ khai thác dầu khí ở ngoài khơi địa trung hải. Hai đối thủ truyền kiếp, Liban và Israel, đang tranh chấp lãnh hải gai gắt. Nếu giành được phần thắng, Liban có thể nhờ vào trữ lượng khí tự nhiên lớn trên biển để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất đang diễn ra. Tuy nhiên, Israel hiện đã bơm khí đốt từ các mỏ khổng lồ ngoài khơi. Hai nước bắt đầu các vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian từ tháng 10, nhưng việc đối thoại diễn ra rời rạc. Chuyến du lịch xuyên Mỹ của nữ blogger Gabby Patio và hôn phu Brian Laundry từng được cư dân mạng ngưỡng mộ nhưng sau đó biến thành vụ án bí ẩn. Hai thi thể được tìm thấy ở miền hoang dã với patio tử vong do bị siết cổ ở vườn quốc gia bang Wyoming. Còn hai cốt của Laundry, người duy nhất liên quan trong vụ án, cũng vừa được phát hiện trong khu bảo tồn bang Florida. Cảnh sát cho biết, khám nghiệm tử thi không có kết quả và các phần xương của đối tượng bị truy tìm sẽ được chuyển đến một nhà nhân chủng học để giám định nguyên nhân tử vong. Trước đó, bộ hai cốt được tìm thấy bên cạnh ba lô và quyển sổ tay của mươi 23 tuổi. Thi thể được xác định danh tính thông qua hồ sơ nha khoa nơi nằm lại của người đàn ông này là một vùng đầm lầy đầy rẫy cá sấu và lợn rừng hiện trường được mô tả là kinh hoàng phơi bày sự tàn khốc của tự nhiên trong thời gian tới các nhà nhân chủng học thuộc đội pháp y sẽ tiến hành phân tích một số mẫu mô mềm được thu giữ tại nơi phát hiện thi thể bố mẹ của longtri vào hôm thứ tư đã dẫn các nhà điều tra đến khu vực đầm lầy gần nhà họ vì tin rằng con trai từng có mặt ở đây suốt một tháng vừa qua cảnh sát truy tìm gắt gao nhưng không phát hiện dấu tích của người đàn ông liên quan đến vụ án của petio Báo New York Post dẫn lời một người bạn của bố mẹ nữ blogger cho biết, gia đình sẽ chịu nỗi ám ảnh tâm lý vì nguyên nhân cái chết của con gái có thể không bao giờ được giải mã. Đoạn video do người dân địa phương chia sẻ ghi lại khoảnh khắc cầu cạn đổ sập xuống ở miền Tây Bắc Ba Lan vào hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 10. Truyền thông Ba Lan cho biết công trình này đối mặt nhiều hiểm họa và đã bị đóng cửa để tiến hành dỡ bỏ. Thế nhưng trong khi việc tháo dỡ đang tiến hành, cấu trúc cây cầu không còn chờ đợi thêm được nữa và bắt đầu rơi rụng, kéo theo hàng loạt vị trí sập xuống theo hiệu ứng domino. Cũng tại Ba Lan vào đêm 21 tháng 10, trận bão mạnh càng quét ở khu vực miền Trung và miền Tây đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Cây cối ngã đổ và nhiều công trình bị hư hại. Lính cứu hỏa báo cáo hơn 10.000 sự cố, 930 ngôi nhà bị tàn phá. Một người dân ở miền Trung Ba Lan nói với đài TVN24 rằng cơn bão này thật tồi tệ, nó bẻ gãy sắt thép, cuốn bay mái nhà này đến ngôi nhà khác. Ở thị trấn Wakroklor, miền Tây Nam, cảnh sát cho biết hai người tử nặng do cây lớn đè trúng ô tô của họ. Chiều ngày 22 tháng 10, Ba Lan lại đón cơn bão mới với khu vực miền Bắc hứng chịu trận cuồng phong dữ dội nhất nữ hoàng Anh Elizabeth 95 tuổi đã trở về bằng làm việc ở lâu đài Windsor vào hôm 22 tháng 10 sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi theo dõi ở bệnh viện lần đầu tiên trong nhiều năm. Điện Buckingham cho biết nữ hoàng nhập viện để khám sức khỏe tổng quát. Cụ thể, người trị vì hoàng gia lâu nhất và lớn tuổi nhất thế giới đã ở lại bệnh viện vào hôm 20 tháng 10 nhưng nhanh chóng trở về lâu đài Windsor ở phía tây London. Các quan chức nói bà có tinh thần rất tốt và đã bắt tay vào công việc. Nữ hoàng đã hủy bỏ chuyến thăm chính thức đến Bắc Ireland vào thứ tư và được bác sĩ khuyên nên nghỉ nhiều hơn, dù tình trạng của bà không liên quan đến Covid-19. Hôm qua ngày 22 tháng 10, đông đảo người dân thủ đô Tehran của Iran đã trở lại tập trung cầu nguyện vào ngày thứ sáu thánh lễ, kết thúc 20 tháng tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Buổi cầu nguyện tại Đại học Tehran mang ý nghĩa lớn về tôn giáo và chính trị, diễn ra bất chấp giới chức cảnh báo về làn sóng dịch thứ sáu. Hiện COVID-19 đã cướp đoạn sinh mạng của gần 125.000 người Iran, trong hơn 5,8 triệu người mắc bệnh. Hôm nay, 23 tháng 10, những trường học có ít hơn 300 học sinh được phép mở cửa trở lại. Cũng từ hôm nay, các nhân viên chính phủ trừ quân nhân sẽ bị đình chỉ làm việc nếu họ chưa tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Chính phủ cho biết hơn 28,2 triệu người Iran đến nay đã tiêm phòng đầy đủ. Trong buổi thánh lễ vừa qua, các tín đồ vẫn giữ khoảng cách nhất định và đeo khẩu trang xuyên suốt thời gian cầu nguyện. Được biết, thứ sáu thánh lễ còn được tổ chức đồng thời ở nhiều thành phố lớn của Iran ngoài Tehran. Bộ trưởng Y tế Baram Enola vào đầu tuần này cảnh báo Iran có thể đối mặt làn sóng dịch thứ sáu vào tuần tới. Dù vậy, Bộ trưởng nói đất nước của ông đã sẵn sàng ứng phó diễn biến dịch nhờ chương trình tiêm chủng được đẩy mạnh. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 28 tháng 10 cho biết, biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt của đất nước chỉ chấm dứt khi ít nhất 90% dân số đủ điều kiện đều được tiêm chủng. Từng là một biểu tượng cho nỗ lực dập dịch COVID-19, New Zealand hiện chưa kiểm soát được đợt lây lan mới do biến chủng nguy hiểm Delta. Diễn biến phức tạp ở trung tâm Auckland khiến nữ thủ tướng Ardern đã từ bỏ chiến dịch zero COVID và chuyển sang chung sống với virus. Đến nay khoảng 68% người đủ điều kiện ở New Zealand đã tiêm phòng đầy đủ, tỷ lệ tiêm một liều đạt tới 86%. Thủ tướng Ardern kiên quyết mục tiêu 90% người dân được tiêm phòng, một tỷ lệ cao bậc nhất thế giới. Sau khi mục tiêu nói trên hoàn thành, New Zealand sẽ có biện pháp mở cửa dần dần, với thẻ xanh Covid sẽ đóng vai trò quan trọng. New Zealand áp dụng hạn chế nghiêm ngặt nhất trong số các nước OECD. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng với bào Aden. Ca nhiễm mới dù số lượng nhỏ, nhưng vẫn chưa cần gia tăng ở thành phố lớn nhất nước. Một khám phá bí ẩn hôm nay nói về một cái chết nhiều ẩn khúc. Vụ án phim trường vào hôm thứ năm vừa qua đã gợi lại ký ức về Brandon Lee, Lý Quốc Hậu, con trai của Huyền Thoại Lý Tiểu Long, qua đời do một khẩu súng đạo cụ khi quay phim The Crow vào năm 1993. Trên tài khoản chính thức của anh trai, nữ diễn viên Lý Hương Ngưng mới đây chia sẻ: "Chúng tôi dành niềm thương tiếc đến gia đình Halina Hutchins, Joanna Soria và những ai liên quan trong sự cố phim Rust. Những phụ trách người khi quay phim cần phải tránh bằng mọi giá." Năm xưa, tài tử Lý Quốc Hào qua đời ở tuổi 28. Anh được biết đến là diễn viên Đăng Linh, con trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Quốc Hào đã tham gia nhiều phim kinh phí thấp, rồi cuối cùng cũng giành được vai diễn đột phá trong phim The Crown, công chiếu năm 1994. Diễn viên họ Lý đóng vai anh hùng Eric Draven, một ngôi sao nhạc rock bị ám sát và hồi sinh, mang tính cách của loài quả đêm và ám ảnh trả thù. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 94 triệu đô la Mỹ. Trước đó, Lý Quốc Hào kế nghiệp cha, học tập võ thuật và học diễn xuất tại cao đẳng Emerson. Trong báo cáo ban đầu về cái chết của Lý Quốc Hào công bố ngày 31 tháng 3 năm 1993, có rất ít thông tin phơi bày. Một vụ nổ nhỏ có thể đã diễn ra khiến khẩu súng khai hỏa và gây ra cái chết của năm tài tử trên phim trường The Crown, bang Bắc Carolina. Khi đó, nam diễn viên Michael Marcy bắn nhân vật của Lý, Lý ngã về sau, nhưng mọi người lại tưởng anh đang diễn xuất. Khi phát hiện sự việc chấn động, đoàn làm phim đưa anh tới bệnh viện, nhưng Lý Quốc Hào không qua khỏi sau 6 giờ phẫu thuật khẩn cấp khám nghiệm pháp y cho biết nguyên nhân tử vong là do một viên đạn nồng không phải 44 ghim vào gần cột sống. Báo cáo này lập tức gây tranh cãi về độ an toàn của phim trường. Mặc dù sử dụng súng đạo cụ không có đạn, một vật cản gây chết người đã được gắn trong nòng súng lúc quay một cảnh khác cách đó vài tuần. Đáng chú ý, Lý Tiểu Long từng quay phim Võ thuật Hồng Kông Tử Phong Du Hí vào năm 1972, phát hành năm 1978, trong đó có một cảnh phim về súng không có đạn thật nhưng gây chết người. Tình huống tương tự như cái chết của con trai Lý Quốc Hào khiến nhiều tin đồn được theo dệt. Lý Tiểu Long qua đời năm 1973, hưởng dương 32 tuổi. Báo cáo khám nghiệm cho biết nguyên nhân tử vong là phù não. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng 15h30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.